cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Hana Giang Anh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay một video về chủ đề Eat Clean, là một chủ đề mà bây giờ Hana sẽ lặp lại hàng tuần để ra giả bắt mọi người phải ăn uống lành mạnh với Hana để có một cuộc sống khỏe mạnh và tốt đẹp hơn ấy. Ngày hôm nay video của chúng ta sẽ là một video cực kỳ gần gũi và thiết thực với các bạn trẻ, đó là thử thách Eat Clean chỉ với 45k. Chắc là trước nay thì mọi người vẫn luôn nghĩ eat clean phải là có điều kiện từ tiền bạc này, lại còn phải có thời gian mới suốt ngày nấu nướng được rồi chăm chút được cho bản thân của mình như thế, đúng không? Mà thật ra không phải đâu. Eat clean hoàn toàn có thể phù hợp với cả những người bận rộn nhất như là Hana và cả với các bạn sinh viên mà trong túi chỉ có 45k nữa đấy. Trước khi bắt đầu vào video ngày hôm nay thì Hana xin phép mọi người là nhắc lại một chút về Eat Clean, bởi vì ngoài những bạn mà hay follow Hana Giang Anh ra thì có lẽ có những bạn mà đây là lần đầu tiên các bạn nghe Hana nói về Eat Clean. Nào, bắt đầu nhá. Eat Clean không có nghĩa là một chế độ dinh dưỡng ngặt nghèo, mà là một lối sống, một phong cách ăn uống lành mạnh và tốt cho sức khỏe, và nó còn giúp cho chúng ta tăng cơ giảm mỡ nữa. Eat Clean có nghĩa là một bữa ăn mình sẽ phải ăn đầy đủ tất cả các chất, bao gồm 5 chất. Thứ nhất là protein đến từ thịt cá trứng sữa. Thứ hai là tinh bột đến từ cơm phở bún miến, khoai lang, khoai tây, gạo lứt, yến mạch, ngũ cốc, vân vân và vân vân. Thứ ba là chất béo chia ra làm 3 dạng: chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa đơn và chất béo bão hòa đa. Và nó sẽ đến từ các loại dầu này, các loại hạt này, một số loại cá và gì nữa nhở, các loại đồ ăn nhanh, những cái gì chiên rán ấy mà phải dùng dầu ấy, bim snack hầm bà lằng. Thứ tư đó chính là vitamin và khoáng chất đến từ nước và hoa quả, và cuối cùng không thể nào thiếu được đó là chất xơ đến từ các loại rau. Vậy trong một bữa ăn thì mình phải ăn đầy đủ tất cả 5 chất này, không thiếu một chất gì cả. Và mọi người nên chia bữa ăn ra, một ngày ăn khoảng từ 5 đến 6 bữa, và mỗi bữa thì không ăn quá nhiều cũng không ăn quá ít. Nó sẽ làm cho các bạn không bao giờ bị quá no và quá đói cả, và làm cho cơ thể của mình lúc nào cũng có đầy đủ năng lượng và chất dinh dưỡng, nhưng không hề bị béo, không hề bị tích mỡ. Và các bạn hãy nhớ là khi mà ăn protein thì mình chỉ ăn thịt nạc đến từ như kiểu thịt lợn thì ăn nạc vai này, thịt bò thì ăn thăn bò này, cá thì tất cả các loại cá. Thịt gà thì các bạn có thể ăn ức gà, đùi gà nhưng mà phải bỏ ra. Còn tinh bột thì sẽ ăn tinh bột chuyển hóa chậm, tức là khi ăn vào nó sẽ không làm cho đường huyết các bạn tăng vọt lên, mà chúng ta sẽ ăn những cái loại như là cơm, gạo lứt, khoai lang, yến mạch và ngũ cốc, một số loại ngũ cốc mà không có đường. Vitamin, chất xơ và khoáng chất thì đương nhiên là phải ăn nhiều rồi. À, còn một cái nữa đó là chất béo. Chất béo thì chúng mình sẽ chỉ ăn saturated fat, có nghĩa là chất béo bão hòa thôi. Và chất béo bão hòa thì mình sẽ ăn rất là nhiều dầu, như kiểu dầu ô liu, các loại bơ, phô mai, các loại sữa nguyên kem và các loại cá. Chúng mình không nên ăn những cái đồ chiên rán hay là khoai tây, đồ ăn nhanh thì nó sẽ làm cho chúng ta bị tích mỡ rất là nhanh. Rồi, hết 30 giây kiến thức. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ngày hôm nay thì Hana sẽ đi chợ và ăn như thế nào để có một bữa eat clean mà chỉ với 45k nhé. Trời, lạnh vãi méng chị em ạ. Đội cái mũ lên cho bớt lạnh. Na đang đi ra chợ mà hôm nay hơi muộn màng rồi. Hôm nay Na dậy muộn mọi người ạ. À, rất là lâu rồi Na mới dậy muộn như thế này. Bây giờ Na đang chuẩn bị đi mua nguyên liệu để quay cái clip này cho mọi người xem nhé. Ok, bây giờ mình tính lại nhá. 2 lạng thịt nạc vai xay là 20.000. 1 súp lơ xanh là 10.000. Và 1 cà rốt là 3.000. Vừa rồi thì Na đã đi chợ xong rồi, và về nhà thì Na có thể thu thập được tất cả những cái thứ đồ như thế này. Mọi người nhìn này, đây nha, Na có 200g thịt nạc vai. Và Na đã bảo chị thái thật mỏng. Đây là một cây súp lơ xanh, 200g này là 20.000. Súp lơ xanh là 10.000. Một củ cà rốt tận 3.000, trời ơi đắt vãi. À, chuối này là chuối của Na, không tính. Còn đây là sữa TH chua nắt, vị hạt và gấc. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chế biến đồ ăn với cả Na nhé. Rồi, đầu tiên thì Hana sẽ phải ướp thịt trước đã này. Ướp thịt nha. Mình sử dụng hạt tiêu nhá.
Hồi xưa Hana rất là ghét ăn hạt tiêu luôn. Cho đến một ngày mà bắt đầu từ cái hồi ăn Eat Clean ấy, là mình quan tâm đến gia vị nhiều hơn. Bởi vì khi mà ăn Eat Clean thì mình sẽ không sử dụng nước mắm nữa, không sử dụng hạt nêm hay là mì chính nữa, thì mình sẽ phải tìm những cái gia vị khác để làm cho nó có thêm mùi cho thịt ấy, cho nó thơm ấy. Thì từ đấy thì đúng là món thịt nào ấy, bất kể một cái thứ đồ ăn nào mình nấu thì đều không thể thiếu hạt tiêu. Mình nghĩ là cái này thì là khẩu vị của mỗi người thôi. Các bạn có cái gì thì các bạn dùng cái đấy. Thậm chí cái hồi đầu tiên khi mà Hana mới Eat Clean ấy, Hana chưa tìm hiểu nhiều thì Hana chỉ sử dụng muối tinh thôi. Muối tinh và hạt tiêu là thịt cũng đủ ngon lắm rồi. Xong rồi bạn của mình đến nhà cứ hỏi là Hana ơi mày ướp thịt bằng cái gì đấy chứ. Xong rồi mình bảo là muối và tiêu chấm hết. Thế mà ai bất ngờ, chả hiểu sao. Chắc tại vì mọi người chưa sử dụng muối và tiêu không bao giờ ấy. Đây là một loại gia vị của Đức, dì của mình ở bên Đức gửi về. Các bạn hoàn toàn thể sử dụng muối với tiêu nhá, không nhất thiết là phải dùng những cái này. Sau đó thì mình sẽ ướp thêm cả dầu ô liu nữa. Dầu ô liu không thể nào thiếu được mọi người ạ. Tại vì dầu ô liu nó sẽ tăng thêm chất phết tốt cho thịt của mình. Mình sẽ cho một muỗng thôi, một muỗng rưỡi đi. Ướp thịt rất là nhanh gọn. Nhanh gọn, xong rồi mình sẽ để khoảng tầm 10 phút. Nó thơm mùi, thơm mùi dầu ô liu và một chút muối. Hồi xưa thì mình có cho cả bột nghệ vào đây nữa. Cho bột nghệ vào ăn cũng rất là ngon. Bây giờ mình sẽ sơ chế rau nhá. Đã khá là lâu rồi Hana mới lại quay video Eat Clean cho mọi người. Không biết là mọi người có nhớ những video Eat Clean của Na không? Yes. Rồi, mình sẽ để lại hai cọng rau này để ăn, còn lại thì mình sẽ bỏ đi. Nếu mà mọi người hay xem video Eat Clean của Hana thì sẽ thấy là món rau mà Hana ăn nhiều nhất chính là broccoli, tức là cái rau súp lơ xanh này này. Tại vì súp lơ xanh nó có rất là nhiều chất xơ mọi người ạ. Thực ra không phải là cứ có rau là nhiều chất xơ. Có rau rất là nhiều chất xơ nhưng có rau thì lại ít. Và theo kinh nghiệm của Hana thì những loại rau nào màu xanh càng đậm thì càng có nhiều chất xơ. Còn những loại rau nào mà màu sáng á thì nó sẽ có nhiều đường hơn, nhiều tinh bột hơn nhiều chất xơ á, nhiều đường á. Ví dụ như là bắp cải ngọt chẳng hạn thì nó không có nhiều chất xơ bằng. Thì cùng là một công ăn rau á, thì Na thích ăn những cái rau nào chất lượng hơn. Ở nước ngoài thì họ rất là hay ăn broccoli như này. Rồi, sau đó thì mình sẽ ngâm và rửa rau với nước muối. Rồi, next step là đến cà rốt nhá. Nhắc đến cà rốt thì đúng là phải nói là không biết có những ai hồi bé ghét cà rốt thì làm ơn giơ tay lên để đập tay với cả mình. Tại vì mình rất ghét ăn cà rốt, ghét lắm ấy. Từ khi ăn Eat Clean thì phải nói thật là nó đã làm thay đổi rất nhiều những cái thói quen ăn uống của mình. Có những cái món mà hồi xưa thực sự là không bao giờ mình ăn, không bao giờ luôn, thì bây giờ mình lại thấy nó ngon. Không hiểu sao nữa. Chắc là đấy, người ta gọi là lý trí đã thuyết phục con tim ấy, làm cho mình nó kiểu như là lúc này mình nghĩ là cái gì bổ là cái đấy ngon ấy. Và mình nghĩ thế thật chứ không phải là mình cố để ăn đâu. Ôi dồi ôi, trẻ con hồi xưa ai mà chẳng ghét ăn cà rốt cơ chứ. Ai mà cũng ghét ăn cà rốt giống như mình thì làm ơn comment ở đây để Hana biết là mình không cô đơn nhá. Rồi, cắt cà rốt ra nhá. Mình tam giác đi. Từ bây giờ hàng tuần thì Hana sẽ cố gắng quay các video tập luyện xen kẽ với cả các video về dinh dưỡng để mọi người không bị thiếu kiến thức về dinh dưỡng. Mọi người có biết không, dinh dưỡng chiếm đến 80% kết quả của việc tập luyện và nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình ấy. Mình cứ nói cái này ra giả mỗi ngày luôn, nhưng mà thực sự là đúng như kiểu nước đổ lá khoai. Bởi vì mọi người thường thích ăn những cái gì mọi người cho là ngon và cảm giác thỏa mãn hơn là ăn Eat Clean. Mọi người nghĩ là ăn Eat Clean chán ấy, nhưng mà thật ra đâu có chán đâu. Mình ăn một thời gian rồi, bây giờ mình ăn những cái kia mình không thể chịu được. Ví dụ bây giờ cho mình ăn mấy cái bánh ngọt ấy, một thời gian là ăn được khoảng tầm nửa cái thôi là mình sẽ bị chua miệng mọi người ạ. Không biết có ai bị cảm giác này không, nhưng mà bây giờ mình cứ ăn cái gì có đường là miệng mình chua hết cả lên. Rất là kinh. Rồi, cả rau đã rửa xong rồi, mình cũng cho vào đây. Và bây giờ mình sẽ ướp cả rau nữa, bởi vì mình sẽ áp chảo rau.
Bình thường thì Hana sẽ cho vào lò nướng, nhưng mà bởi vì video clip này là video clip mà dành cho những bạn sinh viên không có nhiều điều kiện á, mà vẫn muốn ăn eat clean, thì Hana nghĩ là không phải ai cũng có lò nướng ấy. Thế nên là Hana sẽ sử dụng chảo để như kiểu nướng ở trên chảo ấy mọi người. Mọi người chỉ cần có một cái chảo chống dính ấy, là hoàn toàn có thể nướng ở trên chảo mà. Rồi sau đó cho thêm muối nhá. Rồi ok, như vậy là được rồi đấy. Cho thêm một chút dầu nữa. Lúc nào cũng phải cho dầu ô liu. Bạn nào mà không có điều kiện mua dầu ô liu ấy, thì các bạn có thể sử dụng dầu dừa. Dầu dừa mà cái loại mà chuyên dành cho nấu nướng ấy nhá, nó cũng rẻ lắm và nó không có cái mùi dừa đâu, mọi người yên tâm. Cái loại cho nấu ấy nha. Hôm trước có một bạn bảo với cả Hana là: chị ơi em dùng dầu dừa nhưng mà nó có cái mùi dừa kinh lắm, nó át hết mùi thức ăn. Thì Hana nghĩ là bạn ấy đã sử dụng nhầm dầu dừa rồi. Cái dầu mà bạn ấy dùng là dầu để làm đẹp thì đúng hơn ấy. Ngoài dầu dừa ra thì mọi người có thể sử dụng dầu các loại hạt. Ví dụ như là dầu hướng dương ấy. Ở siêu thị Hana thấy bán rất là nhiều và còn rẻ nữa. Toàn bán mua 2 tặng 1 ấy. Dầu hướng dương là dầu từ các loại hạt và rất là healthy. Rồi ok, bây giờ chúng mình sẽ chế biến hai món này nhá. Rồi bây giờ mình sẽ nấu hai bên cùng một lúc luôn để cho nhanh. Cà rốt thì sẽ cứng và lâu chín hơn so với broccoli, súp lơ xanh. Thế nên là Hana sẽ cho cả hai vào cùng một lúc và đảo. Khi nào mà súp lơ xanh được rồi thì Na sẽ bỏ súp lơ xanh ra trước, xong rồi để lại cà rốt ở trên chảo để cho nó mềm hơn thì Hana sẽ bỏ cả cà rốt ra. Từ 5 đến 7 phút là có thể chế biến xong một bữa eat clean rồi, cực kỳ nhanh luôn. Tất nhiên là với điều kiện là Na nấu cơm từ sáng, như là các bạn thấy ở đây thì lát nữa Na sẽ mở nồi cơm ra cho mọi người xem là Na đã nấu cơm xong từ sáng rồi. Thì Na cứ để cơm ở trong nồi ở chế độ ôm, xong rồi đến lúc nào cần ăn thì là Na mở ra là có cơm ngay. Đấy là cách của Na, bởi vì nấu cơm là cái lâu nhất, chứ còn chế biến những cái này nó nhanh lắm. Na rất là thích những cái bạn gái nào mà biết chăm lo đến sức khỏe của mình. Không cần là phải nấu ăn ngon đâu, mà các bạn chỉ cần chăm nấu ăn. Bởi vì nấu ăn là một cái mà như kiểu mình chăm chút cho bản thân và sức khỏe của mình ấy. Không chỉ bạn gái đâu mà bây giờ có rất nhiều bạn nam mà quan tâm đến sức khỏe của mình thì cũng nấu ăn. Những ai mà không nấu ăn mà toàn ăn ở ngoài thì thực sự rất là khó, khó để có thể bảo đảm được sức khỏe. Ở ngoài các bạn không thể biết được là họ đã cho bao nhiêu muối vào đồ ăn, cho những cái loại dầu nào, hay là sử dụng những cái gia vị nào. Thế nên dù là các bạn chỉ ăn thịt thôi, không ăn cơm, nhưng mà nó cũng chưa chắc là đã clean, đúng không? Như ở nhà mình dùng còn phải dùng dầu ô liu thế này cơ mà. Dầu ô liu thì như cái chai này là Hana mua ở Lotte nhá. Chai này cũng rẻ, nó không đắt đâu. Hana hay dùng để lắng mặt chảo, để trộn salad và ướp đồ ăn. Đấy, sắp xong rồi đấy. Na thích để rau cho nó mềm mềm một chút, tại vì cả hai loại này đều là kiểu rau củ ấy, nên là nó sẽ cứng cứng. Bên thịt này cũng thế, Na thích để cho nó săn săn lại. Các bạn nhớ đừng có cho đường vào nhá. Để cho cà rốt nó ngấm hơn nữa. Cho thịt ra nhé. Rồi. Ồ, trời ơi, sâu ngon luôn. Tuyệt vời. Rồi. Được.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong thử thách ngày hôm nay với một bữa ăn cực kỳ ngon mắt, không những ngon mắt mà còn ngon miệng nữa và rất là đầy đặn. Lại còn quan trọng hơn hết là đầy đủ tất cả các chất. Và khi bạn ăn cái này vào người thì bạn chỉ có đẹp hơn chứ không bao giờ bị tích mỡ hay bị xấu đi cả. Các bạn yên tâm điều đấy. Không chỉ đẹp về số đo 3 vòng mà còn đẹp da và làm cho chúng mình cảm thấy khỏe mạnh hơn từ bên trong nữa. Bởi vì khi mà mình ăn lành mạnh ấy thì nó sẽ tác động đến cả suy nghĩ của các bạn và làm cho các bạn cảm thấy tích cực và hạnh phúc hơn. Và Hana không chỉ chuẩn bị xong cả bữa trưa mà còn có cả bữa chiều ở đây nữa. Đây là bữa phụ chiều của mình. Thường là khi mà mình ra ngoài đường mình chuẩn bị để đi dạy hoặc là đi học hành hoặc là gặp đối tác gì đấy thì mình sẽ mang theo một bữa phụ và thường sẽ là sữa. Bởi vì sữa mình chỉ tu 30 giây là hết hộp này và đã kịp nạp đầy đủ chất cho mình rồi. Và hộp sữa này là TH Chunat, nó là sữa hạt và gốc, là một trong những loại sữa hạt mà Hana hay uống nhất đợt này. Nó có giá khá là mềm so với một loại sữa hạt. Và Hana đọc bảng thành phần dinh dưỡng cho mọi người nghe nhé. Thứ nhất là carb là 4,5g này, protein là 0,75g, fat là 1,6g và nó toàn là carb tốt cũng như fat tốt và protein thôi. Tóm lại là mình chỉ nên ăn những thứ như thế này trong một ngày thôi. Mọi người đừng ăn vặt, cũng đừng ăn nem chua rán, đừng ăn nồi lẩu đầy nước dùng và mỡ và cũng đừng ăn phở mọi người nhé. Mọi người cố gắng lên. Khi mà mình đã tạo mọi thứ thành một cái thói quen rồi thì mình sẽ không cảm thấy nó là một điều phải bắt ép hay là kiểu gượng ép phải làm nữa, mà mình sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc khi được làm nó. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Video này đến đây có lẽ là phải kết thúc rồi. Và trong tuần này Hana up tận 3 video cơ mà. Thế nên là mọi người sẽ được gặp Hana rất là nhiều lần nữa đấy. Chúng ta sẽ có video về tập luyện, về dinh dưỡng và một số những cái review xàm xí loanh quanh việc cuộc sống của Hana. Mọi người đừng quên bấm nút subscribe và bấm nút quả chuông để nhận được thông báo khi Hana up video mới hàng tuần nhé. Và nhớ hãy tập luyện hàng ngày và có một chế độ ăn thật lành mạnh để show cho Hana những cái feedback tuyệt vời nhất. Hẹn gặp lại mọi người sau.